xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tokyo Live. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ có video trải nghiệm một con game rất là thú vị có tên gọi là Chocopo GP. Chắc hẳn nếu bạn nào mà thế hệ ở tầm 8X hoặc là đầu 9X đã biết đến tựa game Choco Racing đúng không? Ở trên hệ máy điện tử PS1 ấy. Thì đây, cái tựa game Chocopo GP này nó sẽ được coi là cái phiên bản mobile kế thừa từ game đó. Con game này do Square Enix phát triển và có thể coi cái chú gà Chocobo này là một cái phần phụ của series Final Fantasy đấy anh em. Có các cái nhân vật trong loạt phim Final Fantasy tham gia đua xe. Đấy, và bây giờ thì game này đang thử nghiệm ở trên phiên bản Android nhá. Và theo như thông báo ấy thì game sẽ chính thức ra mắt vào ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên là game đang thử nghiệm ở trên Android nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm thử con Chocobo GP này để xem là phiên bản mobile này nó như thế nào nhá. Ở đây mình thấy là có phần option các thứ này. Thật ra thì game nó khá là nhẹ thôi. Game hiện tại thì có tiếng Anh và tiếng Nhật. Ok, để xem có cái gì nhá. Ở đây có cả chọn màn chơi à. Thôi rồi, chúng ta cứ vào chơi đua nhá. Đấy rồi, chúng ta sẽ vào này. Thật ra với con game này ấy, con game này nó sẽ không giống hoàn toàn như các cái con game Chocobo Racing hồi xưa đâu. Cái phiên bản dành cho Nintendo Switch thì mình chưa biết nha. Nhưng mà ở đây mình thấy là đây, chúng ta sẽ đua này, nó kiểu màn hình ngang anh em ạ. Mình chưa hiểu hình dung cái con game này lắm. Nó kiểu dạng game offline chơi vui vẻ thôi thì phải. À, chỉ có tiến và lùi anh em nhá. Và hình như là cố gắng về đích trong thời gian càng nhanh càng tốt à. Vãi khó nhỉ, tức là không để làm cho chú gà mình ngã. Có bảo là mình đang chơi bằng giả lập ấy, nó sẽ không cho thiết lập phím ảo anh em ạ. Như vậy là một dạng game giải trí thôi, nó không phải, hình như là đây chỉ là cái phần màn chơi đầu tiên ấy, nó chưa phải là dạng đua bình thường đâu, bởi vì là theo như mình thấy ý, là phiên bản chính thức ấy thì nó sẽ là kiểu dạng là đua theo kiểu như cái phiên bản trên PS1 hồi xưa luôn. Đó, còn đây chỉ là kiểu dạng thử nghiệm thôi anh em nhé. Đấy, còn bây giờ là chưa phải đâu. Đợi khi nào mà bản mobile chính thức ra mắt thì nó mới kiểu đua y hệt như hồi xưa. Còn đây chỉ là dạng game màn hình ngang thôi. Đấy, đua kiểu chúng ta sẽ sang ải tiếp theo này, kiểu nó làm cho vui ý. Kiểu đua màn hình ngang đấy, chúng ta sẽ sang màn tiếp theo nhá. Cái dạng game này thì nó sẽ không phải như bản PS1 hồi xưa. Ở cái lối chơi của hiện tại này này thì là kiểu dạng là anh em sẽ đua kiểu mấy cái game mình biết ở trên mobile có mấy cái game kiểu dạng đua cân bằng ấy anh em, là không để cho xe nó bị lật là được. Đó, các bạn chỉ có tiến nó lùi thôi. Đấy, cẩn thận chúi quá thì nó sẽ bị đổ nhá. Vãi tí chết. Còn đây là do mình mình điều khiển bằng giả lập ấy, nó không chuẩn xác lắm. Đó, các bạn chỉ có tiến và lùi thôi. Tại sao có nút lùi? Bởi vì đôi khi là các bạn hướng nhiều quá thì nó sẽ bị chúi xuống, không biết trước màn xe nó bị cắm đầu đất là các bạn thua. Đây, màn chơi số 3 này. Sau này các bạn sẽ có rất nhiều màn chơi khác nhau nhá. Đấy, đại loại con Chocobo GP này hiện tại nó chỉ như này thôi. Thế như là sau này nó sẽ có một cái bản chính thức thì nó sẽ giống bản PS1 hơn. Cái này đúng kiểu để chơi giải trí thôi các bạn ạ. Và cái phiên bản này thì hiện tại mới chỉ ra mắt ở trên Android nha. Ôi sao easy nhỉ. Cái này thì đua chơi offline thôi được vào. Nó hơi nhạt nhòa tí. Đây, chúng ta có phần custom này. Các bạn có thể nâng cấp các chỉ số nhá. Ví dụ như là năng tốc độ này, anti-gravity là kháng trọng lực này, balance là cái độ cân bằng. Tức là khi mà mình đi nhanh quá thì nó sẽ bị mất cân bằng, nó có thể chú đi trước và nó bị lật ra phía sau. Thì nó sẽ có phần balance này. Rồi phần traction này. Traction này thì nếu mà dịch ra thì nó là kiểu gì nhỉ? Tức là lực kéo à. Và cái này là ở dưới này. Accel này là tốc độ nhá. Brake là phanh này. Mình sẽ nâng cấp cái mức phanh này ra. Đó, ok. Rồi chúng ta sẽ ra ngoài. Bắt đầu màn chơi tiếp theo. Phanh kiểu gì ta? Ủa, mình nâng cấp phanh rồi mà. Thôi cứ đua đã. Cái dạng này thì nó giống một số con game mình quên mất tên rồi. Kiểu đua xe địa hình. Cái này như kiểu đua xe địa hình anh em, vượt địa hình anh em. Đó, và cố gắng đừng để bị lật. Và cố gắng, ui, đấy, chú xuống là tí bị lật này. Sau này chắc là có đua với nhau ấy nhỉ. Chứ đua một mình không này chán phèo à. Quan trọng là xem ai về đích trước và giữ được cái cân bằng trước.
Đấy, ở đây mình có vị trí này. Ở đây nó chưa mở cái chế độ chơi là... Hình như nó chưa mở cái chế độ chơi online thôi. Tức là đi đua với người chơi khác thì mới đua cùng nhau được. À, cái này đúng kiểu giới thiệu cho anh em vui thôi, chứ còn thật ra chuẩn xác thì chắc là phải đợi phiên bản chính thức ra mắt vào tháng 3 năm nay. Ở đây thì nó gọi là một cái chế độ chơi nhẹ nhẹ thôi. Chứ mình là bản chất lúc đầu là mình muốn là kiểu nó chơi như kiểu tựa game Chocobo Racing ở trên... Úi dồi, kẹt rồi. Vãi. Kẹt rồi. Kẹt rồi. Thôi, lại đâu. Vãi, kẹt cả xe luôn ạ. Tức là mình muốn, bản chất là mình muốn chơi giống cái kiểu con Chocobo Racing ở trên hệ máy console hồi xưa ấy. Hoặc là Nintendo Switch ấy. Rồi các bạn đừng, đấy, tí bị lật nhá. Rồi, tí bị lật xe luôn. Úi, đấy, các bạn chui quá, đi nhanh quá này, nó rất là dễ bị lật xe. Đặc biệt là lúc, đấy, cẩn thận. Ôi, rơi kim cương à. Ui, bay lên cao luôn này, ảo thật đấy. Ui, rơi rồi, anh em thấy chưa, khó phết, phải đùa đâu. Lại nha, tức là game này nó chỉ như vậy thôi anh em ơi. Đúng kiểu dạng game giải trí nhẹ nhẹ. Thật ra mình thấy chưa thấy bánh cuốn lắm. Nói chung là cũng gọi là đại loại tìm lại tuổi thơ một chút thôi. Nhưng mà về bản chất là tôi muốn nó giống kiểu con game Chocobo Racing hồi xưa ấy. Chứ không phải như thế này đâu. Rồi. À, con này rất xa đấy. Nào, lấy lại cân bằng nào. Đó, các bạn phải lấy lại cân bằng nha. Ui. Ui, may thế. Quả vướng đằng này tí chết ạ. Rồi, về đích rồi, may quá. Mất 36 giây. Chơi đến màn mấy nhỉ? Không biết là chơi đến màn mấy nhỉ? Đây. Ui, rất là nhiều màn chơi luôn. À, tức là game này hiện tại nó chỉ như này thôi à? Tức là game này nó chỉ như này thôi à? Thế thì hơi nhạt nhỉ? Ồ, không phải đâu. Tức là đây là phiên bản đầy đủ đấy. Mình vừa tìm hiểu rồi. Tức là đây chỉ là một cái dạng game Chocobo GP đơn giản thôi. Nó kiểu màn hình ngang. Và... cái cơ chế điều khiển của game này đơn giản là đấy, chỉ có tiến và lùi thôi. Tức là đây là phiên bản chính thức rồi nhá. Không phải thử nghiệm gì đâu. Tức là mình hơi thất vọng. Mình cứ tưởng là nó phải là giống cái bản Chocobo Racing. Ui, cẩn thận ngã. Chocobo Racing hồi xưa ấy, nhưng không phải. Ồ, chúng ta lại phải tiếp tục đợi rồi. Cái này thì đúng là kiểu để giải trí nhẹ nhàng trên mobile thôi anh em ơi. Mình sẽ để một đường link để anh em tải game chơi thử nhé. Ui, lật rồi. Nó là dạng game đua xe cân bằng ấy. Có một số con game nó chơi như này rồi ấy. Thật ra thì cái kiểu chơi này cũng không phải là cái gì quá mới lạ cả. Đấy, và con này nó sẽ có thêm một phần để các bạn nâng cấp cho chiếc xe của Chocobo thôi. Úi dồi ôi, lúc đầu tôi tưởng tôi tải game về là kiểu nó giống game Chocobo Racing hồi xưa ấy. Chứ cũng không phải đơn giản như này đâu. Lừa dã man luôn. Tức là game này nó chỉ như vậy đâu nhá. Trời ơi, tôi cứ tưởng thế nào đó. Càng ngày càng khó lên này. Đó, các bạn phải cân bằng được cái xe, không để nó bị lật xe. Lật về phía trước là về phía sau. Đấy, phải rất cẩn thận. Cái này chơi trên điện thoại nó dễ hơn. Ở đây mình đang dùng giả lập. Nó hơi khó, giả lập thì nó không cho thiết lập phím ảo. Thế là bấm hơi khó anh em ạ. Tại sao nó không cho nhỉ? À đây được rồi, phím ảo được này. Ok, phím ảo được. Ok, lại nhá. Chơi phím ảo thì nó sẽ dễ hơn bởi vì mình sẽ ấn cùng lúc hai nút nó sẽ hơn. À, được mà, lúc ấy mình thiết lập phím ảo xong được ta. Đấy, các bạn phải cố gắng làm sao để xe của các bạn cân bằng nhất nhá. Úi, cẩn thận lật rồi, khó thế. Lại này, đó, chỉ có tiến và lùi thôi nhá các bạn nhá. Game này chỉ có tiến và lùi thôi. Cái dạng này gọi là đua xe cân bằng đấy. Nhiều game có rồi. Cái này không phải quá là gì. Nói chung là nó chỉ dựa hơi vào cái IP Chocobo thôi. Nhưng mà vẫn là đây cũng là một con phiên bản chính chủ nhá của Square Enix Nhật Bản luôn. Sao mắt này khó nhỉ? Ui, qua rồi. Đấy, thôi chơi thêm một phát nữa nhá. Tức là mình hơi thất vọng với game đấy. Tôi cứ tưởng là kiểu dạng như hồi xưa chứ này thì được cái là nó sẽ cho các bạn custom xe nhá, nâng cấp các bộ phận của xe. Và sẽ có hệ thống ranking xếp hạng.
Tức là ngoài việc về đích ra thì anh em phải cố gắng làm về đích trong khoảng thời gian càng nhanh càng tốt. Ui, khó chưa? Càng ngày càng khó này. Ui. Lại kẹt rồi, hay kẹt đấy nhỉ. Lại đi, lại bị kẹt rồi. Khó phết. Đó, game này nó chỉ giải trí này thôi nhá. Nói thật với anh em là tôi cũng hơi thất vọng. Tôi cứ tưởng nó phải như hồi xưa cơ. Thôi xong rồi, rơi xuống đất rồi. Ui, cẩn thận đấy, cẩn thận nó bị lật nhá. Tốc độ nhanh quá thì nó rất là dễ bị lật luôn. Rồi, được rồi, về đích. 23 giây. Thêm một phát nữa nha. Đây các bạn này, custom nó lên như kiểu là tăng tốc cân này lên này. Ui. Đấy. Tăng max speed này, tăng độ cân bằng này, tăng lực kẹo, tăng các chỉ số lên. Đó, các bạn này nâng cấp cái xe các bạn lên. Sau này hình như là sẽ có thêm các cái xe khác nhỉ. Nó phải có cái xe khác nhỉ. À, có cả zoom gần zoom xa này. Thế thôi, nói chung là game khá đơn giản. À, các bạn phải nâng cấp xe lên. Ui, thật đấy. Xe được cân bằng. À, xe như bay, đi xe như bay luôn. Đâu sao có viên đá này. Phải. Viên đá này nó đang giảm tốc độ của mình quá. Ui, cái gì ấy. Vãi. Ui, viên đá khổng lồ nó trôi theo này. Rồi, mày qua về đích rồi. Đấy. Thì này đúng là kiểu giải trí vui vẻ thôi anh em nhá. Thì cậu Vàng cũng giới thiệu cho anh em về một tựa game đua xe màn hình ngang. Đấy, thương hiệu Chocobo. Có tên gọi là Chocobo GP. Bạn nào mà thích một tựa game giải trí thì tải game về chơi thử ở trên Android. Hoặc các bạn dùng giả lập cũng rất ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng nha. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tokyo Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.